Nhà Thế Đạt tha hơn 7. Úi xoay, đây rồi, đây rồi. Vâng, đội hình ra quân đấy chính là Wizard 4, Hiêu Hồi Máu cấp 3, PK4, 11 Valkyrie cấp 3, Kinh có, Quản Giáo có, Spell Cuồng Nộ là đầy đủ. Rồi, ok, tấn công nào bạn ơi. Rồi, một pha diễn hài mắc binh đến từ Javi nào. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Chúng ta đã bước vào những ngày thi đấu đầu tiên của giải hội chiến tháng 3 năm 2020 rồi. Nhưng 21 rồi, nhưng tuy nhiên là mình hãy gác lại những cái rank ở những cúp tầm đẳng cấp như Champion 1, 2, 3 các kiểu thì chúng ta hãy đến với một cái rank bạc 1. Vâng, phải nói là cái rank mà cũng có lẽ cũng không còn cái rank nào vâng sắp hơn được nữa. À không, có cả rank đồng nữa anh em ạ. Nhưng yên tâm, đây là một cái video về những cái trận vua phải nói là đỉnh cao đến từ clan Jupiler, đến từ Bill Zombie. Vâng các bạn ạ, những trận thi đấu phải nói là quá hay luôn. Ví dụ như là nhà Tha Hôn 11 đánh nhà 9 không liệt, nhà Tha Hôn 13 đánh nhà số Tha Hôn 7 không liệt. Vâng, tôi không lừa các bạn đâu. Đây chúng ta hãy xem nhá. Nhà số 24 này bị đánh bởi người chơi số 9. Thì người chơi số 9 của bên đội bạn sẽ là một người chơi ở Town 11. Người chơi số 9 của đội bạn này. Đây, nhà chính Town 11 các bạn nha. Và người ấy đánh nhà số bạn số đây. Xem video này. Đây, có Quản Giáo nha, có Kinh nha, chơi spell mắc cấp độ nha, động đất mắc với cả là cuồng nộ cũng mắc nha. Đấy, chơi Giant này, PK với cả là Valkyrie. Rồi, nhìn phá tường là thấy đẹp trai rồi, thiếu mất cái. Rồi, số như thế nào đây các bạn? Vâng, áo ăn tấn công luôn, chơi combo kiểu rất là sôi thịt. Nhà tôi có Giant, nhà bạn có gì? Đánh Giant mà không cần chơi hồi máu luôn là biết dân chơi rồi. Queen bà 10 chúng tôi đầu tư cả xương ở cuồng nộ, ăn được khu vực nhà chính và Valkyrie quẩy lên nào. Bài mất mấy em luôn. Không phải tự dưng mà nó cho cái lỗ bạn chui vào đâu bạn ạ. Nó tính cả rồi đấy. Oh no, xương Valkyrie chạy cánh hết cả phía ngoài rồi các bạn. Không hề tiêu diệt lính hội thành mà em rồng điện 4 thoải mái đi xử lý các bạn bên kia luôn. Và Baron làm đây. Rồi. Chết một đống. Tiếp tục nở bằng Valkyrie chạy loe ngoe hết cả rồi. Đội quân phía bên kia vẫn đang đục lỗ tốt. Phải nói là đánh quá đẳng cấp các bạn ạ. Mà không mấy khi được vua giải như thế này đâu. Tối qua ở trên livestream tôi cho các bạn thấy những trận đánh thoải mái tuyệt vời của bên clan Akari Gaming rồi. Tiếp đến này chúng ta cùng xem tiếp này. Bên đội bạn đánh khét lèn lắm. Top 1 đánh nhà này này. Đây, đây là Tha Hôn 13 với nhau cả nhá. Tướng siêu mạnh luôn. Mỗi tướng Quản Giáo với cả Royal hẳn 5 cấp độ. Rồi Kinh 24, Queen 21. Rồi, hay quá bạn ơi. Phá thả rồng điện mắc binh. Oh. Rồi, đã bịt được mỏ chim. Đánh rồng điện mà đội bạn không cần thả balloon luôn. Chơi bời quá. Như nào nữa nào? Rồi. Hay quá các bạn ơi. Màn trình diễn quá tuyệt vời. Tiếp theo, vâng, thổi gió. Ê, cái thằng thổi gió bạn đừng có thổi nữa. Vâng, đã tiếp tục đầu tư cánh quân ở trên đây. Vâng, đánh binh nhân bản thì lại gặp lốc xoáy. Ác thật. Rồi, bực mình quá, vâng, lại bịt cái đóng băng sớm thế. Đầu tư cả Kinh rồi, Queen luôn rồi. Ơ, Quản Giáo. Vâng, đánh rồng điện mà Quản Giáo đi bộ. Lại là một dân chơi nữa đến từ clan Jupiler.
Tàng hình tất cả luôn, vâng, trồng mấy cái tàng hình một lúc luôn cho nó bá đạo. Rồi, xin chúc mừng bạn đã ăn được khu vực nhà chính, gông quản giáo và giao bánh luôn ngay lập tức. Tuyệt vời. Hay quá, cố lên nào các bạn. Cố lên, sắp được rồi. Yeah, 42% rồi. Dòng điện đang cố gắng thoải mái xử lý, tự nhiên có pha quay xe vào đây là thôi xong. Đứt xích. Oh no. 45%. Và xin chúc mừng bạn đã quay vào ô tạch lô. Đấy. Vẫn còn một trận thi đấu đẳng cấp nữa các bạn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đẳng cấp này anh em này. Ở nhà số 5 nha. Nhà số 5 đánh nhà số 30 này. Đây chúng ta hãy xem bên nhà số 5 của bên đội bạn này. Javi. Đây. Đấy, đây là một người chơi Town 12 nha các bạn nha. Town 12 hoành tán tràng có quản giáo đầy đủ nha. Đánh nhà 30 luôn. Nhà Thế Đạt Town 7. Úi xời, đây rồi, đây rồi. Vâng, đội hình ra quân đấy chính là Wizard 4, hồi máu cấp 3, PK 4, 11 Valkyrie cấp 3. Kinh có, quản giáo có, spell cuồng nộ là đầy đủ. Rồi, ok, tấn công nào bạn ơi. Rồi, một pha diễn hài mắc binh đến từ Javi nào. Tớ cũng chưa xem đâu. Nhưng mà đánh đội quân Valkyrie với cả là PK mà lại không thấy một con ông bom nào. Ôi thủ nhà bằng baby. Ôi dồi ôi, nó đốt cho thì đúng là nhấc người. Rồi em baby xương này nguy hiểm quá. Hồi máu bơm mấy cho đủ đấy bây giờ. Witch 1 đứng bơm trong tuyệt vọng rồi. Không hẹo. Oh no. Một đội quân mà xe bò thủng lốp từ đất sớm. Rồi đã có cuồng nộ cho Valkyrie. Và công nhận em Inferno Dragon thủ nhà ác chiến thật sự. Vào nó châm cho nó trọt cho hoảng hết. Oh, đầu tư tiếp cuồng nộ nữa cho PK. Vâng, đây là tường ghẻ của Thao Hôn 7 đấy các bạn nhá. Nhanh lên bạn ơi. Vâng, nhanh lên bạn ơi. Úi giời ơi. Quá nguy hiểm đến từ Inferno Dragon rồi. Và có kịp giờ không? Tình huống là có kịp giờ không? Đột quá thốn luôn. Chạy đi đâu con trâu? Vâng, càng chạy là càng hẹo thôi. Vâng, tôi cũng đến chịu cái đội Jupiler này. Vâng, đánh tấu 2 là nhấc người. Rồi. Inferno Dragon quả là anh hùng. Vâng, Thao Hôn 12 đánh Thao Hôn 7 không nạt. Sợ thật. Tiếp theo chúng ta xem lại. Vâng, anh em bên đảng CS Việt Nam đánh lại nhà bên đây. Toàn là các bạn rút hôn chơi với nhau. Rồi, đồng điện bay vào luôn. Chọn hướng tấn công tạm thời là ổn áp khi tránh xa được mấy cái thời gió. Anh ngược đường ngược nắng để yêu anh cái nào. Úi giời. Này trời luôn này. Quản giáo vào xong không em ơi? Đã sập quanh khu nhà chính rồi. Nói chung là các bạn ạ, trong những cái game là để giải trí mà anh em chơi phải vui. Mấy cái champion 1 các kiểu quán quân 1, 2, 3 nó căng quá thì anh em hãy về xuống dưới cái rank bạc này. Xem đánh cho nó phấn khởi hơn. Ui rồi gồng quản giáo đến thời điểm không còn dấu hiệu của máu nữa. Và lu luôn. Ồ, đồng điện bên kia ăn một cây Anyfan nó trưởng cho cái đi họp luôn rồi. Một trận thi đấu là khá đỏ đến từ Quang Tèo. Vâng, tí thì tèo luôn. Ích bầu máy mà để mặt đất. Kinh gồng được rồi em ơi. Úi trời. Hai rồng mà toàn thương binh thôi. Đấy, rồng đỏ lóp rồi. Ôi, quá đỏ luôn chứ còn gì nữa các bạn. Vâng, toàn đồ thương binh chơi với nhau. Hay. Như vậy là đã lia được rồi. Và chúng ta đã giành được chiến thắng. Ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn những trận cua bằng cực kỳ đẳng cấp. Đến từ cái hạng rank là bạc 2, à quên, bạc 1. Nên anh em có những trận thi đấu nào vui vui thì cứ nhắn tin cho mình nha. Anh em có nhu cầu mua gem, mua vé vàng. Đây,
hoặc những cái gói ưu đãi trong cửa hàng đó thì liên hệ ngay theo đường link fanpage Akari Gaming, mình đã để sẵn ở trong phần mô tả video, mình sẽ giúp cho anh em cực kỳ nhanh gọn luôn. Thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Bye bye anh em.